Nhà này ở đâu ta? Vậy hả? Đất người của nhà nước đó. Đất của nhà nước mình che, mình ở đỡ thôi. Vậy là mình cũng đâu có sửa nhà rồi được cái gì. Không có dám sửa đâu, ta còn dành cái gì, ta dân ngoài ta còn dành. Vậy hả? Cũng như mình che chút đỉnh ở vậy đó ha. Chào cả nhà. Thì hiện giờ Út Hà cũng đang có mặt ở ở thứ bảy nghiệp khối Kiên Giang. Bữa nay Út Hà đi thì có 3-4 cuộc điện thoại. Út Hà sẽ đến hiểu qua cái hoàn cảnh của em trai này bán vé số cũng bị tạt miền nữa nè. Dạ. Giờ mình muốn xin mời cả nhà để vào nhà của em. Dạ, đi vô nhà của em nè. Dạ, con chào cô. Dạ, cái hoàn cảnh trong đây là như thế nào cô? Gia đình mẹ con mổ, thằng này thì nó tập miền nó mổ cho té xe mổ sọ gãy xương đùi. Dạ. Giờ một tay thì là tay mặt thì nó chủ với tay chủ giò. Dạ. Cái tay trái thì nó còn đi thì nhấp nhấp. Dạ hả? Tôi năm nay thì tôi 82 tuổi rồi, ra giờ tôi đi lấy tiền góp mình khách ta về tôi bán tham, tôi kiếm tôi ăn, tôi góp người ta cái gì đó. Dạ. Nhà này ở đâu ta? Vậy hả? Đất người của nhà nước đó. Đất của nhà nước mình che, mình ở đỡ thôi. Vậy là mình cũng đâu có sửa nhà rồi được cái gì. Không có dám sửa, ta dân ngoài ta còn dành. Vậy hả? Cũng như mình che chút đỉnh ở vậy đó ha. Rồi em có làm gì được không con? Không có bằng gì chơi gì. Em bán ngày 50 vé số. Em bán vé số được ha. Cũng như ở đây gần chợ hả? Rồi em đi được hả? Em đi nhắc nhắc ha. Rồi em bán được 50 tờ vé số. Dạ. Rồi 50 tờ rồi có đủ xài không? Thì, đủ sống không? Thì ấy mẹ em lo. Vậy hả? Cũng lo em bán là kiếm tiền ấy chút đỉnh còn hút mang thì mẹ lo. Trời ơi mẹ 82 tuổi nữa rồi, cái nhà ở cái trại cái giống như cái liều gì đó cả nhà. Che cặp ở vậy. Cô có nhà không cô? Không có. Không có đất không chịu chơi gì. Dạ, che hai mẹ con ở vậy nè, không có đất không có nhà luôn, chỉ có cái vườn vậy. Rồi tối rồi hai mẹ con là ngủ ở trong đó một chút xíu ha. Dạ, cũng trang về để cái vườn vậy ha con. Đây giờ hiện bây giờ cái em bị cái gì? Bị tới xe. Không biết rồi, mổ sọ. Dạ. Gãy xương đùi nữa. Gãy xương đùi đây nè. Vậy đó hả? Bị xương đùi đó. Rồi cái tay này nó bị sao mà nó nhỏ xíu nữa. Bị tới xe liệt luôn. Nó mổ sọ cái nó liệt cái tay. Mẹ con gánh tay luôn. Mẹ con tay luôn. Cái giò này thì nó gãy rồi, là mấy ông nhà nước tháp mình đi đắp cho. Dạ. Cái này nóc vô rồi đi rồi đi vậy là như mình đi hơi xa là nó đau nhất hả con? Dạ. Rồi hàng ngày rồi em có phải tốn tiền thuốc rồi gì không? Chồng vậy đó ha. Đúng rồi, được chừng tuần lễ cũng được 5-10 bữa, thế nào ngay đi. Dạ. Rồi cô ở đây cô bán than vậy đó hả? Dạ, bán than đó. Dạ. Bán than. Lấy tiền góp ta lại ta hỏi ta góp thì ai đó chị thấy đó. Dạ. Bán than vậy rồi mình có lời được nhiều không con? Trời lời gì bịch cho được 5.000 có. Thì có nhiều người lại gạt 1.000.000 rồi không trả. Vậy đó hả? Không có trời. Thì mình thấy 5.000, 10.000 thì có. Một bịch thì nhiều 5.000. Bán hết hết tiền cái phải cho em tiền thuốc đi bệnh viện. Dạ. Rồi em mà bán ngày được có 50 tờ vé số rồi phải ăn sáng nữa. Buồn sáng rồi. Thì tiếp giờ đủ rồi mẹ lo. Dạ. Có gì thì mẹ tiếp. Mẹ đi tiếp à. Thì như con nghe cái số điện thoại con là cô điện để lại trợ giúp cho con ha chứ. Dạ. Dạ. Lại đi cô giúp là mẹ con cảm ơn lắm. Dạ. Thì con nói với con vậy, con thì không có giúp cái gì hết trơn á. Út Hà chỉ đi quay trực tiếp như vậy nè. Đi quay để trực tiếp cho người ta biết hoàn cảnh của mình như thế nào. Rồi con đăng lên thì cộng đồng Mạnh Thường Quân, những nhà hảo tâm, người ta thấy cái hoàn cảnh của mình, người ta xem xét rồi người ta giúp.
người ta giúp là bằng cách là người ta điện cho con rồi người ta hỏi số tài khoản của con thì người ta gửi tiền về cho. Nhưng mà ta cho ví dụ như người ta nói là cái hoàn cảnh của em này được nhiêu tiền, hoàn cảnh em kia được nhiêu tiền, mà khi mà con nhận tiền á thì con đến đây con cũng quay lại con trao tiền. Rồi cô A, cô B đó cho bao nhiêu thì con sẽ đến con trao bao nhiêu, coi như là cái người bên kia ta cho, người ta biết được cái mục đích cho chỗ nào và đúng nơi đúng chỗ. Chứ con thì thực sự con là người giống như là con đi trung gian vậy thôi. Thôi gì cảm dạ. ơn con vậy lắm, con dạ. giúp vậy là cũng cảm ơn vậy lắm, như là chẳng là có cho gì đúng thì con giúp cho gì thì gì mang ơn thôi, vì hoàn cảnh vậy đó, vợ đậu hoạt là không có đất không có nhà hết trơn. Dạ. Hoàn cảnh là cái nhà có tròi che để vừa có chỗ để tham chứ có chỗ ngủ thôi cả nhà. Cái nhà cửa là nhà ở trên mái trên cũng dột, trên này mưa gió có ở được không con? Trời, nó cũng dột tôi tạt vậy lắm, mà miễn chỉ mưa là gì sợ vậy lắm, gì dái vậy lắm, cái ông bà ơi, cái mưa đừng dâm, sợ lắm. Vậy hả? Dạ. Mưa thì cũng tạt, cũng dột tùm lum hết trơn hả? Thấy cô che lót tùm lum hết trơn nè. Đó gì? Dạ. Dạ, vậy thì... em có thể bước xuống đi thử đi cho đi mà giờ nó hay ấy lắm đi thì cho chị mà coi đi quyết đi mà đi ra vậy đó ha. Đây em đi vậy đó đi nghỉ nha. Mạnh thường quân nhà Hảo Tâm thì quân nghe mà trợ giúp chừng chứ giờ mẹ tám mấy tuổi rồi bán hai Phật rồi có 5.000 mà lây quay thì tới tiệm thuốc em nó quá khổ cả nhà. Lúc nào cũng chia sẻ lên ở đây thì để em quay cái nhà nữa là xong rồi cô làm cái gì cô làm cái gì tới giờ lấy số thì giờ chưa đâu để nói nghe gì cũng có tiền hỏi từng góp ta gì mua góp được bán kiếm giúp chút ăn góp ta vậy thôi. Chúc sức khỏe và chào đến với cộng đồng với mạnh thường quân.